Bắc Giang hiện là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất cả nước. Những ngày này, thì nhân viên y tế, đội ngũ y bác sĩ cùng các mạnh thường quân ở khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về tâm dịch Bắc Giang và chia sẻ những khó khăn về dịch bệnh. Ngoài việc chi viện nguồn nhân lực, thì trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cũng vô cùng cần thiết trong giai đoạn này. Những trang thiết bị y tế bao gồm cả máy thở, máy lọc nước với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương gửi đến Bệnh viện Phổi Bắc Giang và Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19. Đây là một trong những mạnh thường quân đã hỗ trợ Bắc Giang chống dịch thời gian qua. Từ khắp mọi miền đất nước, nhiều nhà hảo tâm đã hướng về tâm dịch Bắc Giang với hy vọng hỗ trợ phần nào cho công tác phòng chống dịch. Các y bác sĩ, nhân viên y tế thì vẫn đang nỗ lực hết mình thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân. Bằng nhiều cách khác nhau, người dân cả nước sẽ cùng chia sẻ khó khăn với những địa phương hiện đang là tâm dịch về COVID-19.